Trong 12 ngày đêm chiến dịch Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, không quân Mỹ đã lần đầu tiên huy động các máy bay ném bom chiến lược B-52 tham chiến. Đây là dòng máy bay hội tụ tinh hoa và đất đỏ bậc nhất của không quân Mỹ trong nhiều thập kỷ. Được phát triển từ nền tảng chiến lược sử dụng máy bay ném bom từ Thế chiến thứ 2, B-52 là sản phẩm của hãng chế tạo hàng không Boeing và có chuyến bay đầu tiên vào năm 1952. Nó có hình dáng tương đồng với thế hệ máy bay ném bom chiến lược B-47 Stratojet. Với chiều dài thân máy bay 50m, cao 12,4m và sải cánh rộng tới 56,4m, B-52 là máy bay ném bom chiến lược lớn nhất thế giới thời kỳ đó và được đặt biệt danh pháo đài bay vì sức hủy diệt, khả năng sống sót. Pháo đài bay B-52 hoạt động được trên bầu trời nhờ 8 động cơ phản lực cánh quạt. Kể cả trong trường hợp trúng đạn, với 4 động cơ, B-52 vẫn có thể thoát hiểm bay trở về. Tốc độ bay trung bình của B-52 vào khoảng 1.000 km/h, tầm bay 12.000 km và trần bay cao khi cần có thể đạt 15 km. Kíp lại của B-52 gồm 6 thành viên. Vũ khí tấn công của B-52 là các dây bom khoảng 100 quả lắp trong thân và dưới cánh. Khả năng phòng ngự của dòng máy bay ném bom chiến lược này là một tháp pháo M-61 Vulcan 20mm hoặc 12,7mm để tự vệ trước máy bay hoặc tên lửa của đối phương. Trong quá trình phục vụ, máy bay B-52 được nâng cấp nhiều lần với những cải tiến về động cơ, tăng tải trọng cất cánh và hệ thống điện tử tiên tiến. Trong chiến dịch Liebecker 2 năm 1972 hay Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, không quân Mỹ đã huy động tới 193 máy bay B-52 phiên bản mới nhất D và G chiếm gần 50% số B-52 của không quân chiến lược tham chiến. Dù sở hữu nhiều công nghệ hiện đại và hạm đội hộ tống đông đảo, nhưng pháo đài bay B-52 vẫn bị bắn rơi trên bầu trời miền Bắc trước tinh thần và cách đánh sáng tạo của quân và dân ta trong 12 ngày đêm lịch sử và buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán ở Paris. Hiện tại, máy bay B-52 vẫn nằm trong biên chế không quân Mỹ với vai trò máy bay ném bom chiến lược. Tuy nhiên, với những thay đổi về công nghệ, chúng được sử dụng với vai trò là bệ phóng tên lửa hành trình trên không nhiều hơn là máy bay ném bom thuần túy. Trong vài thập niên tới, các đơn vị B-52 sẽ được thay thế bằng dòng máy bay ném bom tàng hình mới B-21 Raider.